Hello, trung tâm điện tử Tám Hoa Chí Linh xin gửi lời chào trân trọng tới toàn thể các bác và anh em. Và để mở đầu cho video clip đầu tuần thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2024. Vâng, trước máy quay của các bác và anh em đây, bên em đang test một cặp loa mỹ xịn đến từ hãng PV. Đấy, một cặp loa PV mỹ xịn bên em đang test trả đơn đầu tuần. Cặp loa này bên em test gửi cho bác Phạm Văn Cường. Bác Cường có địa chỉ tại Hoài Nhơn, Bình Định đúng không? Đấy. Vâng, thì đây cặp loa bên em test trả đơn buổi sáng đầu tuần thứ hai các bác nhá. Em trả đơn bác Cường. Đấy, bác chốt một cặp loa PV mỹ xịn sò bát 40 đây các bác. Từ 220 côn họng 100 nhá, test sử dụng từ 14 côn 51 và một chất xì khủng này. Đấy, hàng trước khi gửi bên em test rất là kỹ. Đấy, các bác thấy không? Đấy, loa mỹ xịn, nước ngoài họ dùng bao nhiêu năm rồi nhưng mà về tới Việt Nam mình vẫn nguyên zin nguyên bản 100% các bác nhá, bởi vì họ dùng rất là cẩn thận, họ dùng đúng công suất cho nên loa rất bền bỉ đây các bác. Đấy, họ dùng đúng công suất cho nên là loa rất bền. Đấy, khi về Việt Nam rất nhiều anh em sử dụng không đúng công suất cho nên chúng ta lạm dụng rất nhiều cho nên là loa bị cháy các bác nhá. Đấy, sử dụng loa là các bác phải cảm nhận bằng đôi tai. Đấy, đánh vừa công suất đủ thì loa không bao giờ cháy cả các bác nhá. Đấy, đây cặp này bác Cường chốt bên em chưa đến 17 triệu đây các bác, trên 16 triệu các bác nhá. Đấy, trên 16 triệu. Loa bên em là cam kết là nguyên bản 100%. Đấy, về bát tép phân tần. Đấy, là nguyên bản 100%, hàng Tây xịn các bác. Đấy, thùng vách thì bên em cũng cam kết là còn đẹp các bác này. Đấy, đây là cặp loa bên em test gửi cho bác Phạm Văn Cường ở Quy Nhơn, Bình Định các bác nhá. Đấy, PV 115 công suất 400W, trở kháng 8 ohm. Đấy, loa bao nguyên zin nguyên bản, chưa đến 17 triệu đồng. Đấy, tặng theo một cặp dây rắc. Đấy, bên em rất nhiều model dòng PV bát đơn 40 các bác nhá. Thì cặp này chưa đến 17 triệu, trên 16 triệu đây. Đấy, các bác anh em có nhu cầu cứ liên hệ cho bên em theo hai số điện thoại 0974 67 66 hoặc 0918 249 265. Địa chỉ với em tại Thị Tứ, Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Năm nay anh vui đó. Đấy, loa rất là chất các bác. Các bác nghe loa Mỹ là nó nghiện luôn các bác nhá. Đấy, bởi vì cái giải bát của nó rất chi tiết. Đấy, tép xì. Đấy, nghe nó rất chi tiết, sạch sẽ các bác nhá. Rất mềm mại. Karaoke thì lời mic của nó rất là sáng, trung thực. Đấy, nó không như những loa, những dòng loa gióng, loa tàu các bác nhá. Đấy, có thấy không? Chất không? Tiếng nào ra thế đi. Đấy, về các bác cứ đánh, cứ dùng đúng công suất thì loa rất bền bỉ các bác nhá, rất bền bỉ. Đấy, không bao giờ bị cọ côn hay là cháy các bác. Cũng có bác về thì chỉ dùng chưa được một ngày thì loa đã chết rồi, bởi vì các bác lạm dụng đánh quá công suất là nó sẽ chết bát các bác. Đấy, loa đẹp, nguyên zin nguyên bản 100%. Đấy, trên 16 triệu một cặp loa mỹ xịn PV 115. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.